xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ an com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha zalo của mình là 0938773799 và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện nha mọi người ha. À, mọi người hôm nay cái giọng mình nó cũng hơi đỡ đỡ chút xíu rồi Mình cảm nhận được là à, cái nội lực của mình nó cũng đã quay trở lại rồi Mong là mình sẽ truyền đạt những câu chuyện ma nó sẽ hay hơn ha à, Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên Là mình sẽ đọc tên những bạn nó comment ở tập 301 ngày hôm qua thì ở tập 301 ngày hôm qua đó các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất có cái tên cũng rất là dễ thương Dạ Như Nè à, Cái tên Dạ Như Nè ha nhưng mà mình đọc nhấn nhá là nghe nó rất là dễ thương Dạ Như Nè à, Rồi còn cái bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó đó chính là bạn có cái tên là Minh Tiến Nguyễn Phạm Chắc là mình nghĩ là Nguyễn Phạm Minh Tiến ha Cảm ơn Nguyễn Phạm Minh Tiến rất là nhiều và cảm ơn bạn Như nha bạn Dạ Như Nè rất rất là nhiều ha rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Hôm nay là một câu chuyện nó cũng rất là đặc biệt À không phải là mình nói chuyện nào cũng đặc biệt hết, nghe nó xàm đúng không? Không, chuyện này đặc biệt thiệt mọi người Ngày hôm qua đó khi mà mình kể cho mọi người nghe ở tập 301 là mình đã kể về một cái tòa nhà ở trên đường Nguyễn và ở nhiều Nguyễn Đình Chiểu đúng không? À, tòa nhà à, ma ám nhưng mà chưa có được nổi tiếng nhưng hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về một cái tòa nhà rất là nổi tiếng luôn. Trước đây mình đã kể rồi mà không mà, mà cái tập mà mình kể về cái tòa nhà nè hình như là được đâu cũng 200 trăm ngàn lượt xem hay cái gì đó đó nói chung là nói về ma ở sài gòn đó là thường thường mọi người đều nhắc đến cái tòa nhà này hôm nay rất là may mắn bạn này bạn cũng đã gửi cho mình cái câu chuyện liên quan đến cái tòa nhà này luôn mọi người có đoán được tòa nhà nào hay không à chính xác đó chính là tòa nhà thuận kiều plaza à lý do tại sao ở những tòa nhà khác mình lại giấu tên mà tòa nhà này mình không có giấu tên làm gì bởi vì mình nói mọi người á mình có giấu tên đi chăng nữa thì ai cũng sẽ biết thôi à mình có giấu tên đi chăng nữa thì ai cũng sẽ biết thôi có rất là nhiều người nói với mình á ừ là làm như vậy á những cái này á những cái lời đồn đãi thôi à, chẳng qua là những người người ta cạnh tranh không công bằng người ta đưa những cái lời đồn như vậy để mà ừ là để mà cạnh tranh cạnh tranh xấu hay nọ rồi ha mọi người ha cái đó đó thì mình không biết là có hay không nhưng mà có một cái thời gian trước đó là mình có quen biết với lại uh, kiểu như là những cái người lớn á mọi người những cái người lớn trong gia đình mình á là có hỏi được những cái người thầy mà cao tay đó thì cái người thầy đó người ta có nói á là không biết là trong thuận kiều là có ma hay là không có ma chuyện nó không có bàn tới nhưng mà cái địa vị cái cái như là cái địa điểm để mà đặt lên để mà xây dựng lên trên cái thuận kiều thì theo như là những cái người hoa đó thì cái mình phải gọi là cái phong thủy của cái tòa nhà đó là nó rơi vào cái thế đất đó, là không có được tốt rất là xấu luôn nhưng nếu như có một cái người nào cao tay người ta có thể là giống như là người ta bài binh bố trận làm như thế nào đó thì cái chỗ đó rất là rất là sầm uất Mọi người nên nhớ ngày xưa Thuận Kiều là một cái biểu tượng của Sài Gòn mình Rất là sầm quốc luôn Nhưng mà một cái thời gian nào đó Nếu mà cái người thầy cao tay đó không còn trị được Không còn trấn giữ, không còn trấn yểm được cái tòa nhà đó nữa Thì nó sẽ rơi vào một cái tình trạng rất là thê thảm Y như hiện tại bây giờ À mình xin lỗi ha Hiện tại bây giờ thì Thuận Kiều đang đang càng ngày càng thay đổi rồi và một có một vài lần mình mình cũng đi vào đó thì mình cũng thấy được là một cái sự thay đổi nhất định của nó. À mình vào đó mình cũng ăn uống trong đó thì đương nhiên là lên trên chung cư đó thì mình không có lên tại vì mình đâu có nhà cửa gì nó đâu mình lên ha. Nhưng mà còn phần ở dưới khu vui chơi nè, ăn uống này nọ đồ tất cả các cái bây giờ nó cũng thay đổi rất là nhiều rồi riêng bản thân mình khuyên mọi người nếu mà có điều kiện thì mọi người cũng hãy tới đó để mà ủng hộ chứ không có gì hết ha mình đâu mình vô đó mình đâu vô đó ở làm cái gì đâu mình vào đó để mình ăn uống mình vui chơi ủng hộ thôi thì ban ngày ban mặt thì nó cũng chẳng có cái gì mà nó quá nó quá kinh khủng cả chứ mọi người đừng có tẩy chai này nọ rồi thì cũng tội nghiệp cái doanh nghiệp của họ ha mọi người ha Tuy như vậy nhưng mà cái câu chuyện thực tế thì mình vẫn phải kể ha mọi người ha, đây là bạn này bạn gửi về. Bạn này cũng rất là quen thuộc thôi, bạn này thì mình đã kể ở tập 300 rồi đó, bạn tên là Trực Nhân Lê. Do cái hôm đó cái thời lượng nó quá dài rồi thành ra là mình xin ngắt ngang câu chuyện này, mình để dành nguyên cái tập riêng để kể cho mọi người cùng nghe luôn. Rồi, không mất nhiều cái thời gian của mọi người nữa. Bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện hôm nay luôn. Cái câu chuyện này á, nó xảy ra vào năm 2007. Đây á, cái vào cái năm này đó thì những cái lời đồn thổi về ma cỏ hay nọ thường kiệu á, là bắt đầu nhen nhóm lên rồi. Nó không có quá nổi tiếng như bây giờ đâu. Nhưng mà ngày xưa thì nó cũng có nhen nhóm rồi. Những người mà người ta ở trong đó đó, những người người ta làm việc mà người ta ở trong đó thì người ta cũng đã đồn đãi với nhau cũng rất là nhiều cái câu chuyện kỳ lạ rồi lúc này á, là cái bạn của kiểu như bạn học của của bạn bạn trực nhân lê nè bạn này á, là bạn tên là tuấn cái thời điểm đó năm 2007 thì cũng còn nhỏ thôi nhưng mà ba mẹ của bạn á, là mới mua một cái căn chung cư ở trên thuận kiều này còn ở lô mấy lô a lô b lô c hay gì đó thì mình không biết à, nhưng mà cũng ở cái tầng thấp thôi ở trong cái chung cư thuận kiều này luôn tại sao hai tại, tại sao ba mẹ nên mua được tại vì cái thời điểm đó cái giá nó rất là rẻ mọi người biết không cái công việc của ba mẹ bạn tuấn này đó là làm cái gì chỉ là làm bán nước ở ngoài vỉa hè thôi mọi người à bán nước ở ngoài những cái lề đường thôi thu nhập một tháng thì nói chung là cũng dư giả thì không không có dư giả lắm nhưng mà vẫn để dành được một tháng một vài triệu một vài triệu để mà mua góp những căn nhà nho nhỏ nhưng may mắn sau đó thì cái thời điểm này thuận kiều á bắt đầu là xuất hiện những cái vấn đề ma cỏ đó người ta mới bán tống bán tháo đi những cái căn hộ nó rất là rẻ giá mà giá rẻ giật mình mà thành ra đó là ba mẹ bạn Tuấn bây giờ đó, ăn mình còn không mình kiểu như là hả mình chỉ sợ chết đói thôi mình chỉ sợ chết đói chết rét chết lạnh không có nhà ở thôi chứ còn ma cỏ đó thì tính sau thành ra là ba mẹ bạn Tuấn mới chụp cái căn nhà này liền để mà ở thì khi mà vào đây đó là bạn Tuấn mới vừa vào ở thôi đó thì bạn Tuấn có người có nghĩa là cái buổi sáng hôm đó nhà của bạn ừ là kêu xe lôi kêu ba gác đồ chở đồ này nọ tủ lạnh đồ lôi đem tới cái đó đưa lên trên nhà buổi sáng thì buổi chiều là căn nhà kế bên dọn đi à là mới vào thôi là thấy là có một cái có một cái dấu hiệu nó kỳ lạ rồi thì dọn đi như vậy thì bạn Tuấn thì bạn còn nhỏ mà nó có hỏi thăm gì được nhưng mà ba mẹ bạn cũng qua hỏi nó ừ là sao trời ơi trời tôi mới vừa dọn vô sáng nay tôi còn tính là à, mua chút quà cáp này nọ đồ đi qua chào hàng sớm giống như là cái bánh miếng trà vậy đó mà sao chưa kịp gì hết rồi tôi dọn lên buổi sáng rồi buổi chiều anh chị dọn đi rồi chỗ này tôi thấy là cái địa thế nó cũng gần gần chợ lớn, còn bệnh viện, chợ rẫy này nọ đồ là rất là ngon, trường học này nọ đồ quá trời luôn mà sao dọn đi kỳ vậy? thì cái bà này đó, bà mới nói gì này nói thì à, đâu có gì đâu, anh đừng có suy nghĩ bậy bạ nha anh cứ ở đây ở đây là được lắm á, ở đây muốn trường học có trường học và muốn bệnh viện có bệnh viện được lắm luôn mà giá hiện tại bây giờ tốt lắm á, chẳng qua là nói nào ngay chứ không phải là khoe cái gì nhưng mà À, chồng tôi thì vô được cái dự án thành ra là cũng có dư chút đỉnh à, mới đổi qua căn hộ bên à, Phú Mỹ Hưng đó mà thành ra là tôi qua đó tôi ở thì nghe nói là nó, nó cái cơ sở vật chất nó tốt hơn chứ bên đây tôi tôi nói chồng tôi hoài bên đây ở được ở đã muốn chết luôn à gần bà con này nọ đồ lối sớm nó vui vẻ qua đó toàn là người nước ngoài này nọ đồ không mà nhưng mà thôi ý của chồng tôi vậy rồi thôi tôi nghe chồng của tôi Chứ anh yên tâm đi Anh chị yên tâm đi bên này được lắm Ở đi không sao đâu à, Cái bà mẹ cũng nghe vậy nói, ờ, thì tôi, tôi, mua thì tôi cũng nghe ba cái chuyện kia rồi đó Nhưng mà thôi tôi không có đi đâu Chắc là ba cái thằng mà đầu nhà thầu rồi nọ rồi nó đồn đãi bậy bạ chứ thế kỷ 21 rồi Ma cỏ đâu mà lắm như vậy à, Xong cái bà kia bánh nói ờ, ừ, anh anh không sao đâu anh Cái cũng vô cũng tức tốc tức tốc dọn nhà đi à, Ủa mà sao ngộ vậy mua được căn nhà bên phú mỹ hưng à, vào cái thời điểm đó phú mỹ hưng là một cái một cái tượng đài của cái sự giàu sang mà cái này bà dọn đi á, ngay cả một cái rổ hay là một cái gì nói chung là bà dọn tất tần tật mà cảm thấy giống như là bà rất là keo kiệt mọi người hiểu không à, bà trả từng đồng từng cắt với cái ông xe lôi ma gác này luôn đó ủa vậy sao kiểu gì, gì kỳ vậy ta dọn qua phú mỹ hưng giàu sang vậy rồi không lẽ giờ mình tính toán từng đi từng chút đúng không thôi thì nói người ta ừ người ta tiết kiệm thì nọ là thôi cũng được nhưng mà cái hành vi của bà khi bà dọn đi á, là rất là gấp rút lúc đó ba mẹ bạn Tuấn và cả bạn Tuấn luôn cũng cảm thấy có một cái điều gì đó nó hơi kỳ lạ rồi nhưng mà thôi đó là chuyện của người ta mình không có nói tới được rồi sau đó nè khi mà ở đây một cái thời gian bắt đầu á, là bạn Tuấn á, mới rủ một cái người à, bạn kiểu như là bạn gái lúc này thì bạn lúc này bạn tuấn này bạn cũng học học lớp 9 rồi thì cái thời điểm đó có bạn gái là cũng bình thường ha mọi người ha rồi bắt đầu là ngủ một cái bạn gái bạn đó bạn tên là thùy à bạn ngủ bạn gái đi vào trong cái khu chung cư đi vô căn phòng của mình để mà chơi cũng khoe luôn ở ờ, thứ nhất là mình chơi ở dưới khu vui chơi này nọ đồ ăn uống xong rồi lên trên căn hộ coi phim này nọ được chứ không có gì hết ba mẹ vẫn còn ở nhà chứ không có làm chuyện bậy bạ nha mọi người nha thì bắt đầu lúc này nó mới có chuyện xảy ra cái câu chuyện này nó cũng na ná giống như câu chuyện mình đã từng kể rồi là năm người công nhân trong Thuận Kiều Plaza nó cũng giống giống như vậy nhưng mà cái cốt truyện á, cả cái cốt truyện nó giống nó, nó nó giống nhưng mà có những cái chi tiết là nó khác mọi người chú ý nè cái lúc này đó khi mà chơi ở dưới khu vui chơi vui vẻ xong rồi à bắt đầu họ ừ thôi đi lên đi nãy giờ là 11 một giờ rưỡi đó là ba mẹ là nói là 11 một giờ rưỡi lên ăn cơm chung với ba mẹ này nọ đồ chắc ở chển đồ ba mẹ cũng dọn cơm rồi thôi mình đi lên chển mình ăn cơm ăn cơm xong cái ngồi coi phim tới hai ba giờ rồi thôi đi về để mai còn đi học kiểu vậy ha cái bắt đầu đi tới thang máy đó nha bấm cái tiếp vô thang máy à đi lên cũng bình thường vậy đó nhưng mà khi mở cửa thang máy ra đó thì bắt đầu á đương nhiên mà bạn tuấn bạn phải đi trước để bạn dẫn đường thì bạn thùy bạn mới đi sau nhưng mà tại sao bạn bạn khi mà bạn tuấn bạn đi lên tầm khoảng năm sáu bước rồi thì bạn không bạn lại không thấy bạn thùy đi sau lưng bạn tuấn mới quay lại nhìn á thì thấy bạn thùy đang đi ra mà giống như là đang né cái gì đó né bên tay phải cái mà cái mặt á thì nhăn nhó này nọ được đó rồi bắt đầu á cũng đi cũng đi nói ủa vậy thùy Đấy là không có gì đâu không có gì đâu kệ đi không có gì đâu cái cũng đi tới phòng cái bắt đầu vô phòng ngồi ăn cũng bắt đầu ngồi ăn uống mà cũng không có được tự nhiên bình thường thì mấy bữa trước lúc mà còn ở nhà cũ thì bạn thùy qua chơi hoài ăn uống này nọ đồ dễ thương lắm mà sao lần này vô cái ăn uống cũng không thấy không được ngon miệng cho lắm cái bắt đầu ngồi chơi xong cái coi phim này nọ cầm khoảng cỡ hai tiếng mấy đó cũng bắt đầu hôi đi ra để mà đi về cái bắt đầu tới thang máy cái đi vô thang máy một lần nữa thì lại né qua bên tay phải thêm lần nữa cũng kiểu như là nép 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 cũng đi vô trong thang máy nữa cũng bấm nút đi xuống thì lúc này xuống á để mà đưa bạn thùy về đó thì bạn tuấn mới hỏi nói hôm nay bạn sao á trời ơi qua đây qua chơi với tôi mà vô khu vui chơi chơi thì vui vẻ mà lên nhà với ba mẹ tôi thì cái mặt đó, cho một đống như vậy đó rồi sao mà mốt tôi dám dẫn về nhà tôi chơi nữa bà kỳ cục ghê cái bắt đầu bạn thầy bạn mới nói nó trời ơi cái chung cư này hình như là tôi nhớ là nó xây cái lúc mà tôi còn nhỏ nè là năm chín mươi mấy nè thì nó mới xây đây mà sao làm nó, nó, nó xây lâu rồi nó xây lâu rồi mà sao bây giờ những cái cơ sở vật chất nó nó, 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 nó tu sửa lại hay sao ta mà ở phiền ghê luôn quá trời đi vô thang máy á, thì hả ha, hay tôi thấy có hai cái người thợ điện nằm trước cái thang máy nằm ngủ sóng xoài vậy đó coi mà được á rồi đi vô trong phòng ngồi thì cứ nghe cái tiếng mà dặn dích rồi nghe cái tiếng búa đục âm 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 hết trơn nó hồn không à, muốn chết mà sao ông Tấn ông ở đây hay dữ vậy bộ ba ba mẹ ông không thấy không thấy phiền hả cái bạn Tấn lúc này bạn nổi da gà bạn nói trời bà nói cái gì vậy hồi nãy tôi đưa lên phòng tôi đưa lên căn hộ tôi có nghe cái gì đâu làm gì có nghe cái gì rồi hai cái người thợ điện nào nữa lúc mà tôi đi ra ngoài thang máy là tôi đi ra trước mà tôi có thấy cái gì đâu đó thì bạn Thùy bạn mới nhìn bạn im bạn không có dám nói cái gì nữa giống như là bạn biết rồi đó bạn mới im các bạn mới nói ừ thôi cho có chắc là tôi 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 hoa mắt đó thôi thôi để để tôi đi về để tôi đi về là từ đó trở về sau nha năn nỉ cỡ nào luôn bạn thùy không bao giờ dám bước qua bên đây để mà chơi với bạn tuấn nữa mặc dù là không có nói mặc dù bạn thùy không có dám nói giống như là bạn thùy cái tâm lý bạn thùy là ừ dù sao cũng nhà của người ta người ta mới mua vô không lẽ giờ mình nói cái chuyện ma chuyện cỏ thì nó kỳ quá đi đó thành ra là cũng không có dám nói thì mình ngưng lại đây một chút xíu mình nói ha ở cái câu chuyện trước đó cái câu chuyện mà năm người công nhân mọi người có thể là xem lại những bạn nào mới vào chưa nghe đó thì có thể là nghe là năm người công nhân ở thuận kiều plaza của chính bản thân mình kể luôn thì nó cái mô tiếp chuyện nó cũng giống như vậy nhưng mà ở trước á là thấy năm người công nhân lần này á thì thấy hai người thợ điện mình không biết là hai câu chuyện này nó có xảy ra cùng một cái một cái tòa nhà hay không nhưng mà tại không biết không hiểu lý do tại sao nha thì cái mô tiếp chuyện nó lại giống nhau như vậy chỉ khác bên kia là năm người công nhân còn ở đây là hai cái người thợ điện thôi nhưng mà chưa đâu cái câu cái mẫu chuyện tiếp theo nè nó cũng giống như cái mẫu chuyện mình đã từng kể luôn không hiểu lý do tại sao nha nó lại giống nhau một cái cách nó kỳ lạ như vậy có thể là những cái oan hồn ở trong cái thuận kiều này họ họ kiếm như là họ chọc mình bằng cái kiểu như vậy thành ra là nó có rất là nhiều cái mẫu chuyện nó giống nhau ha mọi người ha thì á khoảng sau cái 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 câu chuyện của bạn Thùy diễn ra như vậy nè thì 4 tuần sau đó lúc này là ba mẹ bạn Tuấn á là mới đi về quê để mà ăn đám dỗ nhưng mà cái thời kỳ này mình cũng đã nói rồi bạn Tuấn học lớp 9 mà lớp 9 là một cái lớp rất là quan trọng của cấp 2 phải thư chuyển cấp này nọ đầu nữa thành ra là không có được đi theo ba mẹ mặc dù là xin rất là nhiều À, xin muốn gãy lưỡi luôn nhưng mà mẹ không cho ba mẹ kêu thôi ở lại đi để mà còn học hành này nọ đầu thôi cho tiền này nọ nè có gì buồn á thì à, xuống dưới chơi này nọ đầu ha nhưng mà phải ở nhà để mà canh nhà là cái thứ nhất cái thứ hai nữa cũng học hành lớp 9 rồi chuyển chuẩn bị chuyển cấp qua lớp 10 rồi đi chơi hoài rồi khi mà ở đây như vậy đó nha bắt đầu á, là cái chuyện đầu tiên đó nha là bạn tuấn á, là bạn bắt đầu á, tối hôm đó đó là bạn ngủ thì khi mà bạn ngủ đó nha là bạn mới bạn đang bạn đang nằm trong phòng oh, xin lỗi chứ bạn không có dám nằm trong phòng mà là bạn nằm ở ngoài cái phòng khách à để bạn coi cái tivi để mà chìm vào giấc ngủ luôn tại vì ở nhà một mình thì nếu mà để tắt tivi im lặng quá đi đó thì nó 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 hơi kiểu như rợn rợn thành ra là bạn mở cái tivi và bạn nói là mở hầu như là muốn mát volume luôn đó nha một trăm phần trăm volume luôn để mà nó lớn 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 lên nha coi ba cái phim hbo này nọ rồi đó cho nó có cái âm thanh để mà để mà đỡ sợ thì lúc này bạn đang coi như vậy đó, thì bạn mới chìm chìm vào giấc ngủ thì khi bạn chìm vào giấc ngủ á thì bạn mới nghe lúc này bạn nói bạn bạn không nhớ rõ là là mấy giờ nhưng bạn nghe cái tiếng mà bấm chuông à cái tiếng bấm chuông ngoài cửa là cái tiếng gõ cửa hay sao đó nha thì bạn mới giật mình bạn tỉnh dậy Bạn cứ tưởng đâu là ba mẹ mình về Nhưng mà khi đọc khi bạn giật mình bạn tỉnh dậy đó Là cái việc đầu tiên bạn thấy là cái tivi nó đã tắt từ cái 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 cái, cái, cái đời nào rồi Mặc dù hồi nãy là bạn ngủ nha Cái đầu mod là bạn để ở trên bàn nha Và bạn nằm dài xuống cái bộ ghế sofa bạn ngủ nha Bạn không hề đụng chạm tới cái đầu mod Mà bạn nói là bạn cũng không có chỉnh hiện giờ hay cái gì hết trơn đó Bạn đã đã bạn cố tình bạn mở cho nó lớn để mà đỡ sợ mà Đúng không? Vậy mà lúc này cái tivi đã tắt Thôi bây giờ cái vụ tivi bỏ qua một bên Coi ai đang gõ cửa Bắt đầu đó nha bạn mới đi ra ngoài cửa Thì bạn thấy cái gì Bạn thấy hai cái người thợ điện đó À bạn thấy hai cái người thợ điện đó Thì khi bạn thấy như vậy á, Là bạn không hoàn toàn Bạn không có nhớ tới cái chuyện mà bạn Thùy đâu Nó xảy ra cách đó một tháng trời rồi Mà bạn Thùy thì bạn cứ nói ấp áp úng. Thành ra là cũng bà không có để tâm tới Thì lần này bạn mới hỏi Bạn hỏi bạn cũng đang say ke Bạn gãy đầu bạn hỏi nó... Uh, ủa có gì ông hai chú ơi trời sao thu tiền điện mà mà bạn này cái tính bạn cũng cà chớn lắm nha nói trời gì giờ này mới bốn năm giờ sáng hay gì mà thu tiền điện sớm như hai chú cái hai chú kia mới nói không không con ơi mà nói chuyện bình thường nha à, khác một cái khác câu chuyện trước mình đã từng kể là không có nói chuyện kiểu rên rỉ mà nói chuyện kiểu rất là bình thường à, không có con không có con à, chú đi sửa điện sớm nè mà bây giờ Ờ, đói bụng quá giờ ở dưới dưới đường chưa có ai bán đồ ăn hết trơn đó à, con có uh, cơm nguội này nọ nước tương hay là uh, muối tôm gì không rồi cho chú chú ăn được rồi đói quá chú làm không có được trời ơi, nói chuyện một cách bình thường mà giọng rặc miền nam mà giống như là rạc rặt miền tây luôn á nha cái uh, bắt đầu bạn tính bạn mới nói nói trời ơi chú ơi trời ơi ba mẹ con đi về quê đám dỗ rồi con có nhà có mình hả cơm thì con có đó mà bây giờ sao con dám mở cửa cho hai chú vô à, hai chú vô rồi hai chú làm cướp đồ giật đồ nọ đồ rồi rồi sao nó tánh con nói thiệt á mong chú bỏ qua con không có mở cửa được cái bắt đầu hai chú kia hai người kia con nói trời ơi mày kỹ dữ mày trời ơi chú đây thợ điện trong đây chứ đâu mà sợ làm gì mà kỹ dữ vậy thôi không cho thì thôi à thì vậy xong cái bạn tôi mình cũng quay vô bạn tính quay vô bật cái tivi lại để mà ngủ tiếp cái bắt đầu vừa quay vô một cái bắt đầu là cái có một cái ông á ổng nói với là ổng kêu Ông mấy uh, không có cơm á cho chú uh, nén nhang với cây nến được không lạnh quá con ơi trời ơi nói chuyện bình thường vậy đó thì bạn Tướng bạn vừa nghe một cái đó thì bạn bực mình rồi bạn vừa nghe nói trời ông này không bị cái gì vậy trời đã xin cơm không cho rồi bây giờ xin nhang với xanh xin đèn cày làm cái gì mà lạnh lạnh cái gì trời cái quay qua tính chửi luôn á bạn này bạn nói, tại vì tánh bạn lớp 9 cũng thời trẻ trâu mà cũng tính chửi nói trời chú nói chuyện kỳ nội đồ đó quay qua một cái mất tiêu luôn không hề thấy ai luôn mọi người bạn mới này bạn cũng chưa có sợ nha bạn mới giật mình bạn hết hồn một cái thôi nha bạn mới lấy cái chìa khóa trong túi nè bạn còn mở cái cửa đó ra để bạn dòm thử coi nữa là cái quá trình bạn phát hiện không còn ai đứng đó cái quá trình mà cái người đó xin nến xin đèn cây nè Tới khi mà bạn mở cửa ra, bạn bước ra ngoài hành lang luôn là tổng cộng trước sau tầm khoảng 5 7 giây thôi. Mà bạn bước ra một cái bạn nhìn nguyên một cái dãy hành lang không một bóng người mà nó vắng que luôn mọi người. Là lúc đó tự nhiên bạn nổi da gà. Tại vì bạn nói khi mà bước ra ngoài cái hành lang như vậy đó là nó có một cái luồng gió lạnh nó ập vô người bạn liền. Nó ập một cái ào vô một cái gì đó là bạn bắt đầu là hết hồn một cái là bạn bước vô trong phòng, đóng hai lớp cửa lại bắt đầu là ngồi là rung, ngồi rung cho tới sáng luôn bật cái tivi lên một cái ha cho nó phát ầm 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 không có để ý tới cái phim đâu phim nó đang chiếu cái gì kệ nó bây giờ là bạn ngồi là bạn rung như cày sấy vậy luôn á đó. đó. là bạn rất là sợ bắt đầu á cho tới đầu cái giờ chiều ngày hôm sau đó thì ba mẹ bạn tuấn nè cũng đi về quê lên nói chung á là à, quê cũng gần thành ra là về đám dỗ cái lên liền à thì khi lên như vậy á là bạn tuấn bạn mới sợ bắt đầu là bạn mới kể lại toàn bộ hai câu chuyện mà bạn đã trải qua như vậy vậy ha từ chuyện bạn thùy xong rồi tới chuyện cái tivi rồi chuyện có hai người thời điện như vậy ha thì khi mà kể như vậy cứ tưởng đâu cứ tưởng đâu là ba mẹ sẽ ừ là cũng hết hồn đúng không đó trời ơi nhưng không lấy có mai nọ đồ nhưng mà ba mẹ rất là điềm tĩnh ba mẹ mới nói ừ thì à, thôi con ráng đi con ráng ở đây thêm cho tới cái lúc mà con con chuyển kiểu như là con thi đó con ráng con tập trung vô con thi con chuyển cấp lên lớp 10 được đi rồi chắc là ba mẹ cũng cũng bán luôn bán luôn cái chung cư này ba mẹ mua nhà trong hẻm để mà ở ba mẹ cũng gặp rồi con ơi chứ không phải là không gặp đâu nhưng mà thấy con đang trong cái quá trình thi cử như vậy chuyển nhà tới lui thì mất bài mất dở không có được thôi bây giờ ráng nha con thì lúc này bạn Tuấn bạn mới hỏi nó ờ ừ, ba mẹ gặp cái gì mà ba mẹ không kể cho con nghe đó. Thì ba mẹ bạn Tuấn mới nói á, là cái lúc đó đó là cái rằm. À vào một cái ngày rằm mà rằm tháng 7 luôn nha mọi người nha. Đó là rất là phù hợp trong cái chuỗi thời gian này luôn nha. Thì rằm tháng 7 cái năm đó, đó là bán nước rất là được. À, bán nước ở vỉa hè là bán rất là được những ngày mà ngày lễ ngày rằm là bán nước vỉa hè được lắm thì đang bán đông như vậy nè lúc này á là cũng đâu bán tới đâu cỡ 10 bình thường á là 9 10 giờ là dẹp rồi nhưng mà lần này bán tới 11 giờ mấy gần 12 giờ lận thì bắt đầu á nha là ba mẹ bạn tướng nhớ là có một cái cô gái cô đó là cổ là mua cái người mua cuối cùng tại vì đang lay quay đang dọn hàng này nọ đồ á thì cổ tới nữa mà cổ mua Mặc ở trên người á là một cái bộ đồ rất là sành điệu luôn à rất là một cái mô đen vào cái thời kỳ mà năm 2007 luôn nha có túi sách này nọ rồi những cái những cái rip mặc rip này nọ đồ chị rất là dễ thương rất là thời thượng mới tới á là nói mua một cái nước gì hình như là trà đá hay là nước ngọt gì đó không biết mua một bịch nước ngọt à, ngày xưa thì chưa có ly để trồng bịch hay không à thì bắt đầu khi mà mua xong thì đương nhiên mà có khách tới thì mình cũng cũng bán cái mẹ quay ba mày bán mẹ bán xong mẹ thấy con này đẹp quá à cô này đẹp quá trời luôn mới hỏi ủa nhà cô ở đâu đó thì cô gái này cô cũng nói là ừ là nhà con cũng gần ở đây nè cô quẹo vô trong cái hẻm tân thành là tới nè thì bắt đầu mẹ nói ủa vậy hả con à, vậy thôi con cho cô xin cái số điện thoại đi rồi khi nào mà con uống nước đó con gọi cô một cái là con cô đem vô tận nhà luôn à kiểu như mình lấy mối gì đó mà thì cô này có còn móc ra một cái điện thoại cũng rất là cái thời thượng từ cái thời xưa luôn á nha bắt đầu là cho số điện thoại à cho số điện thoại xong rồi còn nhá qua bên kia cái tiếng chuông nó còn ren lên bình thường nữa mà đó rồi có mới giờ thôi con trả tiền là con đi về cái bắt đầu đi về ha thì khi mà đi về xong ba mẹ dọn hàng xong đem lên trên đem lên trên nhà lúc này là bạn tuấn bạn ngủ rồi lên trên căn hộ thì bắt đầu là mới lục tiền ra ngồi đếm thì khi mà đếm như vậy đó là mới thấy ở trong cái sắp tiền là nó có một cái tờ tiền âm phủ à nó có một cái tờ tiền âm phủ thì bắt đầu mới bắt đầu là hai lúc này chưa có tin là ma đâu bắt đầu quay qua nó trời trời không biết hả tháng cô hồn mà còn gặp cô hồn nữa trời bịch nước có nhiêu tiền bịch nước cái thời năm 2007 thì mình nghĩ là bảy tám ngàn chứ không tới 10 ngàn đâu ha mọi người ha bịch nước có nhiêu tiền đâu mà mình buôn bán lời lớn có bao nhiêu đâu mà hả nở cái lòng nào mà đưa cái tiền ông phủ như vậy đó thiệt á tôi mà biết được á nha là tôi quýnh cho bể đầu chứ không giỡn đâu cái ngồi tới ngồi lui chứ bắt đầu nghĩ nói bắt đầu ông ông chồng á ba ba nói không có đâu bà ơi tôi cái tánh tôi là tôi kỹ lắm một ngàn cũng không có qua mắt được tôi nó chứ đừng có nói mà tôi là đưa tiền là tôi nhìn kỹ lắm mà thối tiền đồ tôi rờ rờ nè tôi rờ rờ đầu kỹ lắm mà tôi sợ ba cái nạn mà tiền giả tiền rách tiền chấp giá đầu lắm mà tôi rờ kỹ lắm mà tôi sáng giờ đó tuy là đông thiệt nhưng mà tôi kiểm soát hết chỉ có cái con nhỏ hồi nãy nó mua của bà cuối cùng là bà giữ tiền luôn chứ tôi không có kiểm đâu á, tôi nghĩ là con nhỏ đó hay sao đó nha, bà có số điện thoại đó, bà gọi nó, bà chửi nó cho tôi coi coi. Cái gì đâu mà bịt nước có nhiều tiền đâu mà còn đưa tiền âm phủ. Bắt đầu mới gọi. Móc cái điện thoại lên bấm gọi, đổ chuông đàng hoàng. À, đổ chuông đàng hoàng luôn bắt đầu là mới bắt máy lên ở đây là chửi cho một chửi cho một hơi luôn đó cô nha cô ăn mặc cho hả đẹp đẽ này nọ đồ xài điện thoại xịn nhìn cô cũng được lắm mà mà hả cô hả thấy ông bà già tôi hả tối mắt kèm nhèm cô vậy đó có một bịch nước à, mà cô đưa tiền âm phủ nói quá trời nói luôn chửi một hơi luôn Xong cái bắt đầu alo alo sao uh, tôi 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 nói về bộ đúng quá hay gì rồi 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 mà không trả lời nữa alo 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 cái bên kia đó mới nói ra một cái giọng nói mà nó nó rên rỉ mà nó âm u mọi người ha con chết rồi cô ơi trời ơi nói một cái cúp mấy cái rụp à lúc này thì lúc này là tại vì mở lo lớn mà thành ra là ba mẹ mới nhìn nhau mà vẫn chưa sợ nha nó không thấy không giờ cái giới trẻ không bây giờ nó chơi vậy đó mà tôi chửi nó như vậy rồi nó hết cái đường nó chối rồi mà nó còn nói là nó chết rồi coi nó ác ác nhân không à cái ba cũng nói thôi kệ đi nước coi như là rầm mà rầm cô hồn mà coi như là cúng cho nó luôn đi chứ có cái gì đâu mà làm cái gì mà, mà, chửi nó hoài chứ bực bội thôi đi vô ngủ cái bắt đầu á lúc này vô ngủ rồi đó nha thì bắt đầu á là tới sáng hôm sau đó là bực mình lắm nói chung là mẹ mẹ bực mình cái bịch nước nó không có bao nhiêu hết trơn á nhưng mà mình bị cái cảm giác mình bị lừa gạt á là mình rất là bực bội thành ra mới đi xuống nha bắt đầu là bà tám mà mới đi hả kể hết người này người kia nó ừ là mốt con nhỏ đó vậy vậy nó tới nó mua nha là nhớ kêu tôi tới nha là tôi tới tôi cạo cái đầu của nó bịch nước có bảy tám ngàn nó vậy vậy đó trời ơi khi mà kể những người mà bán nước cũng vòng vòng đó, đó, nha kiểu giống như là hả bạn hàng với nhau đó nha là bắt đầu những người kia nói đó thôi bà ơi bà đừng kiếm nó chi mệt bà ơi nó ma chứ nó phải người đâu mà bà kiếm nó làm gì cái mẹ còn chưa tin mới nói trời ơi ma cái gì mấy bà tin đó Bộ mấy bà cũng bị lừa, bị gạt hết Trời ơi, cái thời buổi này mà ma Ma gì mà biết xài điện thoại nó Nói đầu <laughs> đầu bây giờ bà tả lại hình dáng cho tôi coi coi Cái bắt đầu á là mẹ mới tả lại Ừ là mặc cái rip làm sao, mặc đồ làm sao Cái vỏ sách làm sao sao nha Bà này đó, bà mới lục ở trong cái cái kệ hàng của bà Mà bà lục, bánh nằm tuốt tuốt ở đâu ở dưới á Là bà lôi ra một cái tờ báo Nó rất là cũ kỹ rồi Và cái tờ báo đó, đó nha Trên đó nó có ghi là vào năm 2002 thì bắt đầu mới nói nè cái hình đó nè Có phải nhỏ này không Trời ơi khi mà nhìn vào tấm hình Mặc dù là đã che mặt rồi Nhưng mà cái cơ thể nằm ở dưới đất Ngay chỗ cái vỉa hè Thượng Kiều đó nha Nằm ở dưới đất Vẫn là cái bộ đồ đó Vẫn là cái túi sách đó Và máu me bê bết luôn Trời ơi, lúc đầu mẹ rung rung ha, mẹ cầm cái tờ báo mẹ đọc ha, thì mới biết được. Cái bài báo đó vẫn còn đăng luôn, đăng ở trên báo mạng là VN Express đó. Mọi người có thể vào đó, mọi người ghi là À, cô gái chết gì đó à, bị bắn do bị bắn gì đó năm 2002 là có nha, Hôm bữa mình mới coi rồi trên Google đó. Thì tờ báo nó mới ghi á là vào năm 2002 đó là có một cái anh chàng không biết là là giang hồ hay là cái gì hay là làm sao đó là mới đi chung với cái cô bạn gái này đi vào trong thượng kiều để mà ăn thì khi mà ăn như vậy thì không biết là do ghen giết cái gì hay là sao, cự lộ hay sao không biết đó là cả nguyên cái khu vực đó mới nghe hai cái tiếng súng đùng đùng một cái thì khi mà tới nơi như vậy á, là mới thấy á, là ông kia ông đã bắn chết cái cô gái này luôn rồi. Đó thành ra là mới kêu công an đồ này nọ đồ tới thì đó là cái, cái vụ án này thôi mình không có kể chi tiết làm cái gì nhưng mà rồi từ đó trở đi nha là những bà mình nói là bán cốc ổi mới ghim nè bánh tráng mọi người biết tới bây giờ vẫn còn tới bây giờ ở dưới cái hầm Mấy chỗ mà cái đường tân thành ở chỗ thượng kiều đó vẫn còn hay bán bánh tráng này nọ rồi đó vẫn còn luôn bán nước như là mẹ nè ha là hầu như là người nào cũng phải từng trải qua một lần hết trơn đó những người nào mà biết á kiểu như là biết mà không chịu cúng đó là gặp lần thứ hai thứ ba hoài còn người nào mà gặp lần đầu tiên mà cúng một cái là không có gặp nữa là cứ có một cái cô gái trẻ đẹp đồ tới mua này nọ rồi là bắt đầu về nhà đếm tiền ra là thấy tiền âm phủ không phải là một người mà là rất là nhiều người như vậy luôn thành ra là bà mẹ thấy lúc đó nhìn cái tờ báo rồi chứng cứ đành đành nguyên cái hình ở đó rồi còn gì không tin nữa bắt đầu là sợ ở à, là sợ bắt đầu là mới về bàn với ba mới kêu thôi cõi gì ghê quá à. cái chỗ này mình chỗ mình buôn bán vậy đó mà bây giờ đúng đồng ý là cúng là họ sẽ không có về nữa nhưng mà biết đâu là còn những người khác nữa trước khi mà mua cái chỗ này á, là tôi cũng nghe ở đây ma cỏ dữ lắm rồi mà thôi bây giờ mình còn đứa con của mình nữa nó mới học lớp 9 nè mất công nó gặp cái này cái kia nữa thôi bán nhà đi thì ba ba mới nói thôi giờ nó cũng cuối năm lớp 9 rồi thôi ráng ráng cho nó học nó chuyển cấp lên lớp 10 đi rồi lựa cái trường nào ở gần gần đây nè rồi kiếm một căn nhà trong hẻm trong hốc đó bán rồi vào đổi bù qua rồi ở luôn chứ không có dám ở trong đây nữa đó rồi đó là toàn bộ cái câu chuyện đầu tiên kể về cái thuận kiều plaza ha là kể về quan à, hồn của một cái cô gái cô gái chết trẻ mà do bị bắn chết và hai cái người thợ điện hai cái người thợ điện này theo như ở trên mạng thì mình không có thấy báo ghi nhưng mà mình thấy mình nghe phong phanh là hình như là lúc mà cái thời điểm mới xây dựng đó thì cũng à, cái thời điểm đó thì mấy cái mà an toàn à, an toàn à, lao động và nọ đổ đó không có được đề cao mọi người thì hai cái người này mới leo lên để mà sửa điện gì đó ở ngoài đó thì mưa gió sao trượt chân mà té mà mất luôn hai người lúc một cái thời điểm mà thuận kiều xây dựng ở à, mình không biết là chính xác hay không, thật sự mình nói thẳng luôn cái thuận kiều ra này có rất là nhiều câu chuyện mình nói là nhiều lắm, à, là có những kênh chuyện ma khác đã dùng cái cái thuận kiều plaza này tạo thành một cái chuỗi câu chuyện luôn mà nó rất là nhiều thành ra là cái chuyện nào mà thật hay không thật thì thật sự là bản thân mình 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 nói là riêng cái cái quan điểm của mình nha là mình không có biết câu nào có câu chuyện nào có thật hay nào là không. Nó rất là nhiều cái câu chuyện tương truyền về cái 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 thuận kiều này. Thành ra là có rất là nhiều cái nó cũng không có được chính xác cho lắm nữa mà mọi người thông cảm. Thì à, bạn khán giả này á bạn gửi về thế nào á thì mình kể lại như vậy ha mọi người ha. Nhưng mà mình thấy là cái câu chuyện nó cũng cũng rất là hay. À không biết là thật hay không thật nhưng mà mình khẳng định là thuận kiều có chứ không phải là không nha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện về Thượng Kiều Plaza. Bây giờ là mình sẽ à, qua tiếp những cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Câu chuyện tiếp theo này á, là do một anh, anh này ảnh có cái tên là Nguyễn Binh. Anh này anh đã gửi về cái Zalo cho mình. Câu chuyện này ảnh kể về một cái một cái đầu sọ và xảy ra trong cái gia đình của anh luôn. Cái thời điểm này đó, lúc này là cái câu chuyện này nó xảy ra rất là lâu rồi. Anh còn hầu như anh chưa sinh ra nữa. Xảy ra cách đây á, là cũng 40 năm rồi mọi người. Lúc này đó nha, thì uh, ba của anh á ba của anh là có một cái người cháu à một cái người cháu trong gia đình này nè thì cái người cháu này á là có ngay từ nhỏ là đã bị cái bệnh là cái triệu chứng mà bị bệnh uh, bệnh động kinh đó mọi người lâu lâu cái bị co giật này nọ lên đó mà cái thời điểm đó 40 năm trước rồi đâu có mà uh, thuốc này nọ thuốc thang để mà đặc trị về những cái vấn đề đâu thành ra là coi như cũng bó tay luôn đó thì uh, khi mà đi kiểu như là thầy thuốc bắc thuốc nam này nọ đồ hoài đó bắt đầu á là có những người mà trong sớm đó người ta mới lại người ta mới nói với ba gì nè nó thôi mày muốn cái thằng cháu mày nó hết đó thì tao nghe nói là phải cái này không biết chính xác hay không nha nhưng mà tao nghe nói là ở đâu ở ngoài kia là có người ta làm được một cái là là dứt điểm luôn á là mày phải đi kiếm cho tao một cái đầu lâu à cái đầu lâu sọ người đó mày để ở nhà mày mày chưng mày để ở đâu mày không cần biết nhưng mà mày miễn sao mày để ở nhà mày một cái thôi đó là sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa là không có bị là coi như là cháu mày là hết động kinh luôn thì khi mà ba nghe như vậy thì mọi người biết rồi ba ngày xưa thì cũng đi lính đi bộ đội nọ đồ quá trời mà thành ra là ba cái chuyện mà đầu lâu xương sậu nọ đồ thì quá bình thường đi cái ba cũng nghe hả à, thì ba nghe xong mới nói nói giờ bây giờ, giờ không biết giờ kiếm cái đầu lâu đó là giờ kiếm ở đâu ta kiếm ở đâu giờ thì những người hàng xóm tao mới nói đó, đâu tao nghe nói hình như là trong cái trường cấp 2 đó là hôm bữa hình như là có đào được cái bộ hài cốt xong rồi mà người ta đang để ở đó để mà hả nhà nước tới nhà nước tới để mà giải quyết đó mà nghe nói đâu cất ở trong phòng giáo viên hay gì đó nha đâu mà vô mày kiếm thử coi coi có không đó thì tối hôm đó đó là ba mới lén ba leo rào vô trong cái trường đó đó tại vì nói chung là ba cũng là bảo vệ của cái trường đó luôn đó nha chứ không phải là xa lạ đâu nhưng mà bây giờ mình phải vô mình cái ban đêm á là đổi ca trực rồi thành ra là phải leo rào vô để mà ăn cắp cái đầu sọ đó thì khi mà vô trong phòng giáo viên do là ba bảo có ba, ba là bảo vệ mà thành ra là chìa khóa là ba cũng có ba giữ trong người đó thì ba mới vô đó ba mở cái cửa phòng thì ba vô ba lục một hồi đó thì ba lục đúng thiệt à đúng thiệt là có một cái đầu lâu nằm ở trong một cái hộp tủ ở trong cái phòng giáo viên còn cái bộ những cái tay chân còn lại thì không biết là có kiếm được hay không mà không có thấy chỉ thấy có đúng cái đầu lâu đó thôi thì ba mới bắt đầu là ba gói ba đem về nhà thì á, khi mà mà mình quên nói ha ba ở đây á, là ba bên đạo là bên đạo chúa nha chứ không phải là bên đạo phật ha thì á, là ba mới đem về nhà như vậy thì kể từ khi đem về nhà đúng thiệt à là suốt một tháng trời không còn thấy cái người cháu đó bị động kinh trở lại nữa nhưng mà nó còn kinh dị hơn động kinh là cái gì đêm nào như đêm nấy cứ qua 12 giờ đêm là cái người cháu này bắt đầu là ngồi la làng um sùm hết la ma 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 cứu con giới chạy vòng 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 nhà la ma 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 rồi bắt đầu là người lớn chạy lại ẩm bắt đầu là xô ra xô ra này nọ la hét rất là kinh dị luôn mà đêm nào như đêm nấy kêu thầy này thầy kia tới cũng không có biết chuyện gì xảy ra cả suốt một tháng trời luôn đó thì lúc này đó nha bắt đầu á là ba mới nghĩ là ba biết rồi ba biết là ừ là chắc á là cái, cái 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 đầu lâu rồi do do là cái 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 đầu lâu của, của 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 đó đó nó mới làm như vậy thành ra đó là ba mới hỏi những người trong đó thì mới nói là nghe nói là ở trong cái trường đó luôn á là có một cái một cái chuỗi à là có một cái chuỗi đi lên trên cái đường đó lấy cái chuỗi đó về bắt đầu là trồng vô kiểu như là trồng vô cái đầu lâu đó, đó là nó sẽ không có bị bất kỳ cái vấn đề gì nữa và cái chuỗi đó là cái chuỗi bên kiểu như là bên bên đậu bên bên đậu chúa luôn đó nha thì ba tiếp tục à lại tối hôm đó lại tiếp tục lên đường nữa mà chèo rào vô để mà vô trong cái phòng nó kiếm cái chuỗi đó nhưng mà khi ba nói lúc này lần trước mình lên để mình ăn cắp cái đầu lâu vậy thì đi nó rất là dễ à đi lên cách nhà cách trường có tầm khoảng vài trăm mét chứ gì đi tầm khoảng hai ba phút là tới chứ gì vậy nha mà lần này không biết là có phải là do cái quan hồn của cái đầu lâu đó nó quậy phá ba hay sao đó nha Mà ba đi từ nhà ba đi tới trường á ba đi suốt 15 phút đồng hồ mới tới được đi chút xíu là dấp té nè ha rồi đi chút xíu cái bắt đầu là bị xe chạy tạt nước nè ha rồi nó không có làm cái gì kinh dị hết trơn nó không có xô đẩy gì hết á nhưng mà cứ bị cái này bị cái kia hoài điên hồi nó bắt đầu là lộn đường lạc đường này nọ rồi đi hồi cái dấp té rớt trong bụi rồi ngồi dậy tùm lum hết trơn là suốt 15 phút đồng hồ chày da chốc dậy mới tới được tới cổng trường rồi thôi cũng kệ à cũng thương cháu mình cũng làm ha rồi leo vô nha bắt đầu là vô tới trong cái phòng giáo viên đó nha là mở khóa ổ khóa mở hoài không được mặc dù là đúng chìa khóa mà mở mở hoài mở hoài mở hoài không được luôn là thêm một chuyện nữa rồi sau đó bắt đầu là cuối cùng là quyết định là leo cửa sổ vô thì mới vô được rồi ha leo vô cửa sổ leo vô trong rồi ha bắt đầu là tìm kiếm một hồi đó là mới thấy cái sợi dây chuỗi đó là để ngay chỗ cái bàn của cái bà hiệu trưởng đó là để trên cái bàn đó, đó mà lại không lấy được mọi người cái khúc này nó mới ghê nè Ba nói ha cái chuỗi nó để trên bàn cái cạch đây đó mà cứ lại á, là cứ chạy lại lấy đưa với cái tay lấy thì cái chuỗi nó rớt xuống đất à cái chuỗi rớt xuống đất xong cái mò mò lại mà không có dám bật đèn tối thui à đâu lúc đó là coi như là đen như mực luôn đó do là mình quen con mắt mình nó quen với ánh sáng thì mình mới thấy được mờ mờ là à là có một cái sợi chuỗi nằm trên đó thôi chứ còn không có nhìn rõ đâu có dám bật đèn pin đâu bảo vệ đang ở ngoài mà cái nghe cái nó rớt một cái bẹp xuống đất ha bắt đầu là mò mò mọp 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 xuống lấy cái tay gờ gờ để mà kiếm á cứ chụp trúng cái sợi dây chuỗi á là giống như là có cảm giác là có ai giật lại vậy đó cứ cái tay mà rờ trúng cái sợi dây chuỗi một cái là bắt đầu là nó lăn nó lăn 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 là nghe rõ ràng cái sợi dây chuỗi mà nó răng dưới đất thì mọi người cũng nghe nó nghe lập cộp lập cộp lập cộp lập cộp lập cộp vậy đó cái nó lăn cái ba bò 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 ba gán ba bò 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 nhắm mắt bò bò, bò gờ 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 nè mà cứ đụng chúng nó một cái đó là nó lăn cứ đụng chúng nó một cái ở lăn mà nó dắt ba ha nó dắt ba bò vòng 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 trong cái phòng giáo viên đó luôn mà không có không có không, không tài nào mà lấy được cái sợi dây chuỗi đó hết trơn đó là bà biết rồi bà biết rồi xong rồi nó phá nó không có cho mình lấy là chính là cái oan hồn trong cái đầu lâu cái đầu sọ đó không có cho mình lấy cái sợi dây chuỗi đó thôi kệ nó cũng đứng lên thôi cũng không lấy luôn mà rồi leo qua cửa sổ bắt đầu là leo đi về sáng ngày hôm sau bắt đầu là cũng bắt đầu là kêu những người hàng xóm qua nữa cũng than thở giờ không biết làm sao giờ nó không có cho lấy vậy đó rồi sao cứu được nhỏ đây nó bị hoài thì cái bắt đầu á thôi bây giờ á tao có một cái bà thầy nè bà này bác cao tay lắm mà mày mày cũng biết bả đó mà chẳng qua là bả giấu nghề bả không có nói thôi cái nghề cái nghề chính của bả đó là bả làm kiểu như là bán vé cho gọi là cho người ta vô coi truyền hình đó ngày 40 năm trước là truyền hình hiếm lắm còn cái nghề phụ của bả đó mà ít ai biết lắm là bả cũng làm thầy sắc dữ lắm bả làm thầy là sắc dê kêu luôn mà bả không có nói ra gì đó bả tên là cái bà mười truyền hình đó à, thành ra là ngày xưa thì người người ta bán cái gì là kêu cái tên đó ví dụ như ông tám thịt heo đó bà sáu bán dịch này nọ đâu đó thì bà này là bà mười truyền hình thì mới đi qua đó lúc mà đi qua đó bà cũng đâu có chịu vô kêu ừ là nhờ coi thầy bà đâu có chịu nói trời gì trời ừ, tôi thầy bà gì biết ba cái vụ rồi đâu tự nhiên vô kêu tôi tôi là tôi do ông chồng tôi ông gom góp tiền ông làm ruộng rồi dư được tiền rồi mua cái truyền hình để tôi bán vé kiếm sống hàng ngày thôi chứ ba cái thầy bà gì mình nói ha năn nỉ gãy lưỡi năn nỉ một tiếng đồng hồ á thì bà này bà mới nhìn tới nhìn lui đó thôi đi vô trong phòng đi à bắt đầu là vô trong phòng ha, trời ơi là ở ngoài của bả cái nhà là một cái nhà sụp sệ bình thường thôi mà vô trong phòng của bả một cái ha bắt đầu là thờ phật này nọ rồi đó y mà nói là y như một cái am y như một cái am vậy đó là nhang khói nghi ngút nghi ngút nữa. mà bả đi vô đó rồi là cái thái độ bả khác ở ngoài bả là một cái người miền tây bình thường nói chuyện mà chê trẻ chê trẻ mà đi vô đó là bắt đầu cái thái độ điềm đạm lại liền đó rồi thôi ngồi xuống đi tôi nói nha cái chuyện này biết tôi làm rồi đó là sống để bụng chết mang theo cái nghề này không phải là cái nghề để mà kiếm tiền tôi làm là tôi đã giúp đời mà biết rồi mà nói chung là tôi nói đơn giản là không có được truyền ra truyền ra ngoài quá nhiều người nào có duyên đó, thì tôi mới giúp ông ấy, là ông không có duyên với tôi đâu nhưng mà tôi biết Tôi biết cái đứa cháu của ông Nếu mà không giúp nó đó Dài bữa nữa thôi đó Là nó chết ngắt liền Thôi đi vô đây đi để tôi giúp Đó bà đó bà hay tới nổi như vậy Nhưng mà trước giờ là chưa có ai nói với bà Cái chuyện mà cái người cháu đó hết trơn đó nha Thì khi mà vô đây ngồi được chút xíu rồi đó Bắt đầu là mới kêu bà kêu thôi Giờ kêu người chạy về nhà đó Đem cái đầu sọ lên đây cho tôi à, mà cũng chưa có nói bả gì về cái vấn đề đầu sọ luôn nha rồi cũng chạy về nhà đem cái đầu sọ lên cái bả để đó bắt đầu là bả ngồi đó bả nói chuyện với cái đầu sọ mà bả nói bằng cái tiếng gì đó không có nghe được bả nói rồi cũng là tiếng việt mình thôi nhưng mà bả nói kiểu với như là bả nói trong họng mọi người nói trong cổ là bà nói, kiểu vậy đó không có nghe được cái bà nói xong rồi bà mới nói là cũng do ông không mà đã cái bệnh động kinh là cái bệnh nó về cái khoa học thuốc thang thì từ từ nó mới hết đâu ra ai rồi, à? ai rồi, à? ai xứ bậy lên đây cái đầu sọ vậy cái đầu sọ người ta người ta đã nằm ở dưới đó mấy chục năm trời rồi bây giờ nhà trường người ta đào lên người ta để ở đó đợi ngày nhà nước xuống này nọ đồ kiếm thân nhân này nọ đồ để mà cho người ta đoàn tụ với gia đình ông đi ăn ông ăn cắp cái đầu của người ta ông để ở nhà vậy đó nó chưa giật chết cháu ông là mai rồi đó nó mới về nó nhát thôi đó nếu chưa nó giật chết cháu của ông là mai lắm nữa nghe cái lời của ai nói tầm bấy tầm bạ không gì đó Trời ơi, đây bắt đầu là quỳ lại xin lỗi rồi ha Quỳ lại cái đầu lâu quá, xin lỗi, xin lỗi quá trời luôn Xong rồi á, cái bà thầy bà mới quay qua bà nói á Bây giờ đó, nếu á, mà muốn cái chuyện này nó hết đó Thì ngày mai đó nha Cái này là tôi không có làm bùa, làm phép gì hết trơn á Tại vì cái này là không phải là người ta tự đi, tự động người ta đi ám con của cháu cháu của anh mà anh tự động anh kiểu như là cổng rắn trắng gà nhà đó là ông tự động ông đem ma về nhà là lỗi của ông thôi chứ tôi không có cần làm bù phép gì hết trơn đó ngày mai đó ông lên ông nói chuyện với cái bà hiệu trưởng là xin đó, là lấy hết toàn bộ xương cốt cái gì còn lại của cái nữ này đó cái người đó là nữ chứ không phải là nam của cái nữ này đó ông đem về đây bắt đầu là đi qua bên nhà thờ ha để mà xin cái miếng đất thánh ở đằng sau lưng nhà thờ đó để mà chôn người ta ở đó đi bây giờ bên nữ này là người ta yêu cầu như vậy đó người ta mới tha cho đó chứ còn nếu không á là người ta cứ theo ám hoài luôn tôi nói vậy thôi đó còn muốn làm cái gì đó là làm đó cái đó rất là khó mọi người à theo như lời của ba nói còn cái chuyện đó nó còn khó lắm tại vì thứ nhất là mình lên trên hiệu trưởng mình nói thì giống như là thừa nhận mình 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 là cái người ăn cắp vậy đó là cái thứ nhất là bị đuổi việc rồi bị này nọ kiểm điểm mà rồi chưa hết nữa đi qua bên đất thánh để mà xin cái miếng đất để mà chôn nữa đất thánh ngày xưa đó là chỉ có những người ở trong đạo thôi mới được chôn ở đó thôi à, còn ở đây cái vong hồn của cái nữ đó nha lại là vong hồn của bên đạo phật mọi người chứ không phải là bên đạo chúa mà không hiểu lý do tại sao lại muốn đòi chôn ở trong đất thánh thì mình không hiểu thành ra rất là khó nhưng mà rồi thôi ba cũng vì thương thương cháu của mình á cũng đi sinh này nọ đồ nha mà may mắn cái bà hiệu chữ mà biết À, cái bà hiệu trưởng bà biết cái lý do mà bà để cái chuỗi đó trên bàn đó là không phải khi không mà bà để đâu bà nói trừ cái ngày mà đào lên rồi mà để cất ở đó chờ cơ quan nhà nước xuống này nọ rồi thẩm định đó nha là bà bị quậy suốt luôn sáng trưa chiều tối gì bà quậy suốt luôn đó nha thành ra là bà mới để cái chuỗi ở đó vậy đó nhưng mà do là cái cái đã người ta quan hồn minh đạo phật mà thành ra đâu có sợ đâu thành ra lên nói bà một cái là bà đưa liền hả à, lên nói một cái bà đưa liền bà nói hả à, cũng mấy tháng nay rồi mấy mấy ông trên nhà nước chưa xuống nữa có gì tôi nói là ừ gửi vô nhà thờ rồi chắc cũng không sao đâu rồi cũng đưa cho cái bộ hài cốt đó bắt đầu là qua bên đây để mà xin xin thì cũng khó khăn mọi người xin cũng gãy lưỡi luôn á nhưng mà cũng bày cũng bày tỏ ra cũng nói ra ừ là giờ con cháu vậy vậy nó dẫn đứa nhỏ theo thì mặt mày nó xanh sao này nọ đồ tuy là nó bị động kinh nhưng mà hả cơ thể nó cũng mập mạp, mạp này nọ cũng tròn trịa lắm nhưng mà kể từ khi đem cái đầu lâu nó về là nó ốm 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 là còn da bọc xương không à thành ra mới lên nói với những cái người cha vậy 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 đó là bắt đầu trên đó người ta cũng thông cảm rồi cũng cho chôn một cái mảnh đất nhỏ thôi tại vì xương nói chung là không có đủ bộ mà người chỉ còn cái đầu lâu rồi một hai cái khuỷu tay khuỷu chân rồi ba bốn cái xương sườn thôi nói chung là nó bị thất lạc rất là nhiều rồi thành ra đó là gom vô thì cũng chỉ bằng một cái quách thôi một cái quách thôi chứ không được một cái hòm nữa thành ra là chừa cho một cái miếng đất nho nhỏ để mà chôn ở dưới đó thôi rồi sau khi mà chôn xong như vậy đó nha là từ đó về sau không còn bất kỳ cái chuyện gì ra nữa à, mà ngay cả cái người cháu đó nha cũng không cũng không còn bị động kinh luôn mà cũng không còn bị ma nhát luôn đó rồi đó cũng là cái câu chuyện của anh Nguyễn Binh Mà trong câu chuyện này là mình là mình chỉ trách cái ông hàng xóm đó Không biết cái ông nào mà đúng là nếu là bậy bạ thiệt đó ha Đi suối đem cái đầu lâu để ở nhà để mà trị bệnh động kinh thiệt tình chứ không hiểu luôn Nếu mà cái đó mà thành sự thật bây giờ đó nha Thì chắc những cái mà những cái mà, những cái nạn nhân mà do bệnh động kinh này nọ đồ chắc là cứ đi đi đào mồ cuốc mã người ta đem đầu lâu để ở nhà đúng là tàu lao thiệt ha mọi người ha bởi vậy mọi người có nghe cái gì mấy ví dụ như là mình đúng mình mình hiểu là khi mà người nhà mà có bệnh á là mình khi mà có bệnh như vậy á, là mình phải đi vái tứ phương đúng không phải đi kiếm thầy thuốc này thầy thuốc nọ thầy pháp này nọ đồ nhưng mà mình phải sàng lọc mọi người mình phải sàng lọc ra cái nào đó chính xác hay không chứ còn đem nguyên cái đầu sọ của người ta để ở nhà để mà trị bệnh thì mình nghe thật sự luôn á nha là nó không bao giờ mà nó có thật được À, có thể là ừ là khi mà đem về rồi những người thầy bùa này nọ đồ người ta yểm bùa này nọ đồ vô mình gọi là thiên linh cái đó hay là gọi là ma mét đó để mà đi trị bệnh này nọ thì chắc có thể là được chứ còn nếu mà đem đầu lâu để ở nhà không như vậy đó thì là rước ma vô nhà chứ còn trị bệnh trị tật cái gì đúng không mọi người ha nên thôi mọi người nhớ rút kinh nghiệm cái việc này ha rồi bây giờ là mình sẽ qua tiếp cái câu chuyện tiếp theo nha cái câu chuyện tiếp theo này á là do một do do một bạn bạn này bạn ghi cái tên cái tên thì bạn thật sự là mình cũng không có 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 biết động sao nữa tại vì bạn ghi những chữ cái không à là t t e c b d mình không biết động sao luôn ha bạn này bạn cũng đã gửi về cái zalo cho mình ha bạn này á là quê của bạn á là ở dưới kiên giang và bạn có kể một cái câu chuyện là ở trong xóm của bạn á là có một cái chú kia chú tên là tâm chú mất cái thời điểm hiện tại tới bây giờ là chú đã mất được mười mấy năm trời rồi và hầu như là chẳng có ai gặp cái hồn ma của chú này hiện về hết á, tại vì á, nghe nghe đồn lại đó nha là chú này lúc mà chú sống mà chú rất là hiền, à, mà chú hiền chú hiền cực kỳ luôn, ai cũng mến hết trơn, kêu gắn cái bóng đèn là gắn cái bóng đèn, kêu sửa cái ghe là sửa cái ghe, kêu qua làm cái gì cũng làm hết trơn mà không lấy tiền lấy bạc hết trơn á, cho con khô con mắm cái gạo cái đường thì lấy thôi chứ không lấy tiền, hiền như một cục bột luôn, ai cũng mến hết rồi cho tới khi mà chú mất đi á là cả làng cả xóm ai cũng thương tiếc cả nhưng mà rồi người ta cũng đồn đại trời ơi ông này cũng hiền vậy đó rồi ông mất mà vậy ông ông chết quan chết ức đó ông chết năm đó mới có ba mấy bốn mươi mọi người cũng còn rất là trẻ chắc là ông hiền vậy ông quậy dữ dằn lắm nha vậy mà cuối cùng mười mấy năm trời trôi qua đó thì đâu có ai thấy cái gì đâu mọi người nhưng mà rồi cho tới khi chồng của các bạn gửi chuyện gặp được nè đó à, cũng chính là gặp được cái chú tâm luôn Um, cái hôm đó là lúc đó, đó là bạn nhớ là lúc đó là tháng 7 là bạn đang và bạn có bầu bạn cũng chuẩn bị sanh rồi là cuối tháng 7 là bạn sanh là cho tới đầu tháng 8 là bạn khỏe rồi lúc đó thì chồng bạn cũng về quê để mà chăm lo cho bạn thì do là thấy lúc mà còn trong tháng đó thì chồng bạn lúc nào cũng kế bên hết trơn đó nhưng mà rồi khi mà ra tháng rồi thì bắt đầu là cũng không phải là mình nói gì nhưng mà một tháng trời mình chăm vợ rồi đúng không thì hết một tháng thôi mình cũng ra mình tụ tập bạn bè mình nhậu nhẹt một chút chứ không có gì ghê gớm hết trơn đó chỉ là lâu lâu mình lâu quá không gặp bạn rồi mình ra mình nhậu một cái thôi chứ không có gì ông chồng là ông cũng hiền thì khi mà ổng ra nhậu như vậy là do lâu quá trời lâu rồi Thành ra đó là gai nhậu cũng cũng hơi tê chút xíu Rồi lúc mà trên đường về lúc này đi qua cây cầu nha Bà bạn nói cái nhà của bạn đó vào cái thời điểm đó là chưa có cái đường đan đi vô chưa có cầu Muốn đi qua bên nhà đó là phải gửi xe máy ở bên đây xong nè Mới đi có một chiếc ghe hay là một chiếc tàu cái gì đó đó Nho nhỏ thôi một cái nhánh sông bề ngang tầm khoảng 4-5 mét thôi Là mới bắt đầu là chèo chiếc ghe qua bên kia Chèo chiếc chiếc, chiếc tàu, chiếc xuồng chứ không phải chiếc ghe nữa chèo chiếc xuồng qua bên đó rồi leo lên rồi vô nhà Và muốn đi đâu thì chèo qua bên đây lấy xe để mà đi thì lúc này á chồng bạn gửi chuyện khi mà đi về như vậy á chạy qua được một cái cái, cái, cái cầu á một cái kênh đó nha thì mới thấy là là có một cái người đàn ông đang đứng ở trên cầu như vậy á là quắt để mà đi quá giang thì khi á mà cái chú đó quắt như vậy đó ông này ông cũng xỉn xỉn rồi ông cũng ghé vô ông hỏi chú ơi Ờ, nhà chú có gần đây hôn con con chạy lên đây tầm khoảng cỡ 500 mét nữa đó là con tới nhà con rồi nếu mà nhà chú xa hơn thì con chở chú không được ông này ông nói đó. không con nói chuyện bình thường nha không con ờ, nhà chú kế bên này cho chú quá gian chút xíu đi nhà chú cũng cũng gần nhà con đó chú biết nhà con mà bay bay không có biết tao đâu chứ tao tao biết rành nhà bay lắm thôi thôi chở tao về mày mới về ở rễ nhà đó đúng không trời ơi xa lạ gì thôi thôi cho chú quá gian chút xíu đi con à thì bắt đầu anh chồng anh nghe anh cũng tưởng người quen thiệt Thôi à, hơi, chú lên xe lên xe con chở đi cái bắt đầu đi hai chú này chú ngồi làm sao nè để mà kiểu như ngồi cái tướng mà của như mình nói mình nó xin lỗi với những cái người miền tây mình hay gọi là chú mười rồi đó là ngồi là hay để hai cái tay lên trên vai của người ngồi trước kìa nè đó là để hai cái tay lên vai cái cũng ngồi cũng nói nó Trời ơi tao với lại tía bay xa lạ gì Tao với lại tía vợ bay xa lạ gì Tao là tao chú Tâm mày về mày hỏi ba mày mày hỏi tía mày chú Tâm là biết liền cái gì Nhà kế bên đây đó mày mới về rễ mày không biết tao đó Cũng nói chuyện quá trời luôn nha Cái chạy đâu cái đâu độ chừng đồng khoảng cỡ 500 mét rồi Lúc này đó nha là anh anh chồng này anh thấy cái nhà mình bên kia rồi nha Bắt đầu mới hỏi nói ủa chú Chú nói nhà chú gần nhà con vậy nhà chú ở đâu tới chưa cái ông này ông cũng nói nói sắp tới rồi con chạy chút xíu đi đang nói chuyện mà mày bắt cười quá lâu lâu rồi, chú cháu gặp nhau nói chuyện chút xíu nữa tới rồi chút xíu nữa tới rồi cứ chạy hồi nữa chạy hồi nó tới chứ chú ơi mày chạy chút xíu đi sắp tới rồi mày làm gì ghê vậy săn bao nhiêu tao trả cho mày làm gì ghê vậy nó không có chú ơi tại vì vợ con mới sanh con này nọ đồ ở nhà con tranh thủ con về sớm với vợ con chứ không có gì mà tới chứ chú nó tới rồi mày chạy chút xíu đi cái chạy hồi nữa mọi người biết thấy gì không lại tiếp tục thấy căn nhà của anh chồng bên kia sông nữa là coi như là cứ chạy một đường thẳng mà cứ chạy đúng 500m là thấy căn nhà cứ chạy đúng 500m là lại tiếp tục thấy căn nhà của mình nữa trời ơi lúc này là anh chồng anh sợ rồi à lúc này là anh chồng anh sợ là anh nổi da gà rồi nha nói chú ơi chú ơi chú chú tới chưa nãy giờ con chạy cũng mấy cây số rồi đó chú tới chưa chú chú, chú ơi thì lúc này khi mà hỏi cái lần này nữa là là nghe cái ông kia ổng im ru ổng không có trả lời trả vốn thì tự nhiên thấy cái xương sống mình ha nó lạnh 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 lên một cái ha bắt đầu nhìn qua cái vai một cái thấy cái tay ông mất tiêu thấy cái tay ông mất tiêu một cái ha thắng một cái két một cái quay lại là ông mất tiêu luôn không còn thấy ông đâu hết trơn nha bắt đầu vòng đầu một cái la bắt đầu là ông này ông la ma mà lúc đó la có ai nghe đâu chẳng qua la để mà cho mình đỡ sợ thôi Ông chạy hết ra hết số ông la ma 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 ông chạy Eo, eo 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 nè Vừa thấy cái nhà mình một cái thôi ha Là thắng một cái két thắng lết bánh liền Đẩy vô nhà hàng xóm đối diện xong đó nha Đẩy vô gửi liền ha Bắt đầu là bạc xanh lè xanh lét Bắt đầu là xuống xuồng chèo lè 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 Chèo qua đây liền Thì khi mà chèo qua như vậy á Bắt đầu á là mới gặp kiểu như gặp ba vợ mình Thì mới nói lỗ ba ba Trong xóm mình có cái ông nào mà Ông tên Tâm mà ông độ chừng mấy 40 đó, ba mấy bốn mươi á ba ông có ông 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 bộ ông chết rồi hả ơi ừ, mày nói gì ăn quỷ ông đó ông chết đi mười mấy năm rồi mà mày hỏi cái gì giờ này mày hỏi tới ổng nữa mà mày sao hồi nãy mày bị cái gì bộ mày xỉn dữ lắm hay gì mà mày chạy mày chạy vòng vòng đây hoài vậy tao là tao nghe tiếng xe mày là tao biết mày về tới rồi tao ra tao đón để mà hả có gì tao cột ghe lại cho mày tao biết mày xỉn mà tao thấy mày cái gì mày chạy lên xong mày chạy xuống mày chạy lên xong mày chạy xuống mày chạy đâu mà cái chục quận như mày nói trời ơi giờ hồi hồ, hồ, ba 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 di vô nhà đi con kể cho ba nghe vô ngồi kể từ đầu tới cuối luôn à thì ra khi á mà cái ông tâm này ông ngồi lên chiếc xe rồi đó mặc dù là anh này thì anh vẫn thấy là anh chạy thẳng nhưng mà không biết là chú cái chú tâm đó chú làm sao là cho ổng cho ông chạy vòng vòng hoài coi như là 500 trăm đó chạy lên 500 trăm xong cái chạy xuống 500 trăm xong cái chạy lên 500 trăm xong, xong chạy xuống 500 trăm cứ làm vậy hoài vậy hoài đó suốt rồi cũng phải là cái chục vòng cái chục vòng thì cũng phải là cũng năm mười cây số chứ đâu ít đâu mọi người cho tới khi mà hỏi cái câu cuối như vậy đó ông đó ông biến mất một cái đó là bắt đầu là mới thấy mới mới thấy đường chạy về nhà được là như vậy rồi sau khi mà kể xong rồi đó là ba 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 của anh này còn chửi nó trời ơi cái thằng tâm này thiệt cái tình thì nó cũng bằng cái độ tuổi của tao tao biết nó chứ đâu cái thời mà nó trời ơi cái lúc mà mười mấy năm trước đó ma nó tao qua chứ đâu tao khinh hòm chứ nó chứ đâu sao cái thằng này kỳ cục với ta mười mấy năm trời nay nó không có về nó chọc ai mày mới về đây mày làm rễ rồi nó chọc mày liền à. thiệt tình cái thằng này chứ thôi dù sao nó cũng mất rồi thôi cũng nói chung là nó sống nó cũng hiền mà nó nó cũng chọc một chút xíu thôi cũng không sao đâu ngày mai á đi đi ra ngoài chợ mua mớ trái cây nọ đồ nhan đèn đi rồi ra ngoài cầu đó nghe nói lúc mà nó chết á là nó bị tai nạn ngoài cầu đó thôi đi ra ngoài cầu đi cũng khấn khấn giá nọ cho nó đi nói mày dù sao thì mày cũng mới về làm rễ mày còn ở đây dài dài không lẽ giờ cứ mày đi nhậu xỉn chứ nó dắt mày chạy vậy hoài rồi cũng 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 nguy hiểm con ơi thôi đi ra cũng khấn người ta một tiếng đi chứ không sao đâu đó rồi qua ngày hôm sau ha cũng đi ra mua đồ đó rồi cũng ra ngoài chỗ ngay cái kênh đó ngay cái cầu rồi bắt qua kênh vậy đó rồi cũng khấn vài câu rồi nội đồ thì từ đó về sau cho tới hiện tại bây giờ á thì cái anh chồng này anh cũng không còn gặp lại cái chú tâm kia nữa Hả? đó cũng là mỗi câu chuyện ngắn ngay do một bạn cái tên mình hôm mình xin giấu tên thì mình gọi là xin giấu tên đi ha là một cái bạn giấu tên để gửi về Zalo ha tuy là nó ngắn thôi nhưng mà nó cũng khá là kinh dị nha mọi người nha rồi mình hôm nay chắc mình xin phép mọi người mình kể bao nhiêu đây thôi tại vì một hồi nữa thì mình cũng có bận đi công chuyện hay mọi người thành ra là mình kể hơi ngắn ngắn mong mọi người bỏ qua ha tuy là chuyện nó ngắn nhưng mà mình thấy là chuyện ngày hôm nay đa số là nó cũng rất là kinh dị ha nhất là cái câu chuyện về thận kiều thì nếu mà những bạn bè nào có biết về những cái câu chuyện về thận kiều nữa nha thì có thể là gửi về cho mình để mình kể lại cho mọi người cùng nghe bởi vì mình biết á đó là khán giả trong kênh của mình là cũng rất là thích thú về cái chủ đề của chung cư thượng kiều này mà chẳng qua thì nói chung là trên mạng thì nó cũng nhiều trên mạng thì nhiều lắm nhưng mà mình thì mình lại không có thích kể những cái câu chuyện đó mình lại thích kể những câu chuyện nào mà do chính chủ nè gửi về như vậy thì nó sẽ có cái tính xác thực hơn và nó sẽ giống như là nó sẽ dễ để cho mọi người nghe và mọi người tin hơn ha mọi người ha rồi toàn bộ tới câu chuyện ngày hôm nay nó cũng kết thúc rồi à, Cũng gần cái mùa bánh trung thu rồi Ai mà chưa mua bánh trung thu thì nhớ mua bánh trung thu để ủng hộ mình nha à, Mình quảng cáo nhẹ nhẹ như vậy thôi Rồi à, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình từ đầu tới giờ ha Những bạn nào mà mới vừa xem kênh của mình lần đầu tiên đó Nếu mà thích mình đó, thì có thể là bấm đăng ký cho kênh của mình nha Rồi đến lúc Vũ Mập nói cái lời chào tạm biệt Vũ Mập xin chào mọi người